Dạ, em có thể giúp gì được cho chị à? À, kiểm tra giúp chị đây có phải là kim cương giả không? Dạ. Dạ, chị đợi em chút xíu nha. Ừ. Chị ơi, chị kiểm tra giùm em cái này. Có phải là kim cương giả không chị? Dạ không mà. Mà cái này là kim cương nhân tạo chị à. Cái cái gì nhân tạo? đá nhân tạo. Vậy đây không phải là kim cương thật hả? Dạ. Dạ. Quang. Quang. Con học bài chưa? Con chơi xíu con học ba Tôi học bài đi Dạ Tôi đã kêu anh ngồi ở nhà chờ tôi rồi mà Anh có chuyện gấp phải đi Nói sao được không <laughs> Em làm cái gì vậy? Em làm gì vậy Tại sao anh lại đánh tráo đồ của tôi Bộ nữ trang của tôi anh đem đi đâu rồi Em nói cái gì vậy Anh tráo cái gì của em Bộ nữ trang của em đây nè <laughs> Tôi hỏi anh Bộ nữ trang của tôi anh đem đi đâu rồi Em bình tĩnh nghe nói nè Tôi thiệt là Anh có mượn bộ nữ trang của em Bởi vì anh có một việc rất là quan trọng Và anh cần tới nó Nhưng mà anh sẽ trả lại và anh có mua cái sợi dây chuyền đó coi như là 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 anh làm quà với em rồi anh đâu có lừa em hay là tráo gì của em đâu anh lừa dối tôi như vậy là quá đủ rồi ly dị đi em nói cái gì vậy chẳng lẽ vì bộ nữ trang mà em đầu ly dị với anh chỉ vì bộ nữ trang hả vậy chứ còn chuyện của anh với con nhỏ đó thì sao anh đừng có làm tưởng là tôi không biết chuyện của anh với con nhỏ đó trời ơi hay là anh đem bộ nữ trang của tôi đem tặng tình nhân của anh rồi. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu là anh với Hương không có cái gì hết. Anh lấy bộ nữ trang của em là bởi vì anh gì cái gì? Chính anh là người đã đem tặng tôi bộ nữ trang đó. Mà cũng chính anh là người đang cấp nó. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy? Nghe nói nha, nếu như em thích bộ nữ trang đó, anh sẵn sàng mua lại cho em bao nhiêu cũng được. Bây giờ em bớt giận bình tĩnh nghe anh nói nè Chờ anh một thời gian nữa thôi Anh sẽ mua bất cứ thứ gì em muốn Đừng giận anh Tôi không có giận anh Mà tôi coi thường anh đó Anh nhìn lại mình đi Bây giờ anh chẳng khác nào là một tên ăn trộm hèn hạ hết đó Anh gặp khó khăn Chẳng lẽ em không thông cảm được cho anh hay sao Khó khăn hả Anh thì có khó khăn gì À Tôi chính là khó khăn của anh hả Vậy thì anh ly dị đi Tôi giải thoát sớm cho anh đó hả? Anh hai Ba về chưa Tao không biết Đừng có hỏi tao Anh hai bị gì vậy Sao xuân mày tao với em Tao vậy đó <laughs> Anh hai thấy ghét quá Em biết ba đó đó nghe nè yên mà bây giờ em bình tĩnh nghe anh nói nè bây giờ anh đang rất khó khăn anh đang rất cần em và cần các con em có thể vì các con mà hai đứa mình đừng cãi nhau nữa dạ. có được không đơn ly hôn tôi đã ký rồi đó còn anh muốn ký lúc nào thì tùy nhưng mà tôi muốn anh ký càng sớm càng tốt không bao giờ vì các con anh không bao giờ ký đâu anh đừng có diện cớ nữa nhìn anh lúc này hèn lắm có biết không Bây giờ anh phải làm sao thì mới vừa lòng đây Không còn có thể mang tới hạnh phúc cho nhau á Thì giải thoát sớm cho nhau đi Tôi không cần biết anh muốn ký hay không Mà tôi sẽ đơn phương ly hôn đó sao con khóc vậy hả nói mẹ nghe ba mẹ sắp ly vậy hả thôi Chuyện người lớn mà Con hỏi làm gì Thôi đừng có khóc nữa nè Đến cho mẹ đi 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 lên phòng thay đồ đi Rồi học bài Nghe mẹ nha Mẹ đi ra ngoài có công chuyện chút Không có khóc nữa Hôm nay má tới thăm con Chắc là có chuyện gì hả Dạ con mời bác uống nước à Cảm ơn Tôi không uống Sao cô gian dối quá vậy Má Má nói cái gì vậy Lòng dạ cô ta thật xấu xa Cô ta không thành thật Má biết hết tất cả những quá khứ của cô ta rồi Tôi yêu cầu cô Đừng có lợi dụng tình cảm của con trai tôi nữa Má Quá khứ đã qua rồi Đừng có nhắc tới nữa Cô ta sẽ gây rắc rối cho con con có biết không Má Từ trước tới giờ Hằng chưa bao giờ gây rắc rối cho con Mà toàn giúp con thôi à Má nói vậy con còn cãi lời má nữa hả con bị cô ta cho con bù mê thuốc lú rồi hả? Nghe má nói nè. Má cấm con. Không được quen biết những người không đàng hoàng như vậy. Anh Sang đang quen một cô gái mà... mà cổ làm nghề bí ôm đó bác. Con biết là cô gái này á, cổ dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ anh Sang. Không lẽ cái người con gái mà con nói là là cô hằng đó hả má má nói cái gì vậy má nói như vậy đó ừ. Thưa bác con không bao giờ có ý định lợi dụng tình cảm của anh sang bởi vì giữa chúng con không có một thứ tình cảm nào hết à, đúng không anh anh ba đã biết quá khứ của con chắc bác cũng hiểu là con đã trải qua rất nhiều người đàn ông và bây giờ con cảm thấy sợ con chỉ muốn ở một mình thôi cho nên dù anh sao có tốt cách mấy cũng không liên quan gì tới con nếu đúng như vậy được thì tốt má về má má để con đưa má về anh để em đưa bác về cho con xin phép bác cho con được đưa bác về bác yên tâm đi con sẽ không làm điều gì ảnh hưởng tới anh sang đâu con Con cũng mong bác hiểu cho con Chuyện quá khứ của con Con không nói ra là gì Nó quá đau khổ và tủi nhục Chứ thực tình Con rất quý mến bác Vẫn luôn coi bác như mẹ của mình Vậy tại sao lúc nãy cô nói Dạ Nếu như con không nói như vậy Anh sang Anh ấy sẽ không dứt khoát được ừ. Tôi cảm ơn cô Nếu cô biết nghĩ đến thằng Sang Tôi xin cô hãy tránh xa nó, đừng tạo cho nó cơ hội để gặp mặt cô lần nữa. tôi xin lỗi cô. nếu đòi hỏi của tôi quá đáng, làm ảnh hưởng tới cuộc sống cuộc đời của cô thì tôi sẽ đền bù cho cô một cách xứng đáng mà. không ạ. À, ba đừng nói vậy. con làm chuyện này là vì anh sang, là vì con yêu anh sang. cô, con. Cô... bữa nay chị nhìn em á ra dáng bà chủ dễ sợ luôn á. chị chọc em hoài à tiệm của em sao sánh được bằng với tiệm của chị đâu có chọc đâu chị nói thiệt đó thì mới mà em lúc nào cũng vậy thôi lúc trước á trời ơi em biết không lúc mà cái tiệm của chị mới ra á có cái mâm vậy thôi chứ không có được cái tủ như em đâu nhưng mà từ từ mình làm rồi mình phát triển lên dạ uhm. Em nói thiệt chứ em cũng hy vọng là mình sẽ được phát triển Chứ chị thấy không Tiệm của em á thì lèo tèo có mấy loại bánh à Đâu có bằng với tiệm của chị đâu Quá trời loại bánh luôn Mới lúc nào cũng vậy Đây nè Hôm nay chị qua đây á Chị cho em xem cái catalog này nè Chỗ này là chỗ của thầy Bảo lúc trước chị học đó Thầy tuy rất là khó Nhưng mà khi mà thầy ra mẫu nào thì em thấy cũng bắt mắt hết trơn đúng không Em coi đi Rồi từ từ tham khảo Nếu như mà em thấy được á Thì đăng ký liền đi Ủa Hà đó hả con Ủa dạ, ba, Con chào bác Dạ con mời bác ngồi ạ Ờ à, thôi được rồi Dân nè Bà thấy đây là cơ hội tốt cho con á Cũng nên học thêm làm bánh đi Để có nhiều loại bánh hơn Ờ dạ Con lớn cấn dù bé anh phải không Có gì đâu để đó ba chăm sóc cho Nhưng mà ba mới hết bệnh mà ba Ôi không có gì hết á Ba cũng khỏe nhiều lắm rồi con Ơi, học tổ dân phố hả ba Vui vậy <laughs> Qua đây chị dạ tôi qua rủ à hiểu rồi kiện. qua đây qua đây có công chuyện là để tạo điều kiện cho vợ tôi với thằng hòa tới gần nhau hơn phải không dạ đâu có tôi đem trời ơi cái mặt này nhiều chuyện lắm nè mày đặt xạo xạo quân nè mày đi thì thôi mày về tới nhà mày kiếm chuyện này sao hả rồi bây giờ không có kiếm chuyện nè có tiền không đưa hết xài đi lẹ đi <laughs> Đó, anh lấy hết đi rồi anh đi đi Vậy có nhiêu đây tiền thôi đó hả? Tôi còn phải giữ lại một ít để tôi làm vốn nữa chứ Trời ơi, không có tiền đòi đi học làm bánh Ờ không, anh hiểu lầm rồi Bên đây là chỗ quen biết của tôi Cho nên học không có tốn bao nhiêu tiền Đúng nào. rồi, không ai tốt bụng như bà đâu Có nghĩa là học là không cần đóng học phí phải không? Là đêm đêm gặp nhau được rồi Đúng vậy chưa? Anh ăn nói linh tinh cái gì vậy? Chuyện này không có liên quan gì tới anh Hòa hết trơn á Trời ơi, nghe tới anh Hòa, anh Hòa xóa luôn hả? Vâng. Mày đừng có ăn nói kiểu sóc ốc đó được không Tao nói thiệt tao khổ với mày lắm rồi Nếu mày đi khỏi được cái gia đình này đó nha Tao mua heo á Tao ăn mừng tống tiền mày luôn đó Trời ơi chi cho nó tốn tiền ba ơi Ý ba nói là mua heo cúng tôi hả Tôi cô hồn các đảng đúng không Mà tôi có cô hồn các đảng cũng là con của ba Anh không thôi đi Ăn nói cái kiểu gì kỳ cục ba mới hết bệnh mà <laughs> Không thích tôi ở đây thì thôi đi Có tiền đi ở nhà làm gì Trời <laughs> Nè, bác gửi. Dạ, cảm ơn con. Bác á... à... Gì vậy con? Con hứa với bác con sẽ không gặp anh Sang nữa. Còn chuyện đóng giả làm bạn gái. Nhờ bác tìm người khác thay thế giùm con. Bác xin lỗi con. Thật ra thì bác cũng không kỳ thị quá khứ của con đâu. Nhưng mà những mối quan hệ của con phức tạp quá thằng sang nhà bác thì nó không đủ khôn lớn lỡ mà nó xa ngã thì chắc bác chết quá thôi con thông cảm cho bác nha dạ con xin phép bác con về gì lu sa bu hả Ê. ai làm gì mà hết hồn lu sa bu ông biết là tôi có tật liệu à. ông muốn nói gì thì đứng trước mặt tôi ở sau lưng á la lên cái làm tôi hết hồn à xin lỗi <laughs> chuyện gì ai giống hằng bạn sang vậy phải không ừ thì nó tôi đi công việc ở ngoài đường rồi tôi gặp nó tôi nhờ nó trở về được chưa ừ chưa được mà sao tới đây rồi không biết đi vô nhà chào hỏi người lớn một tiếng thứ gì đâu mà vô phép vô tắc vậy ông đừng có nói vậy con nhỏ ngoan hiền dễ thương lắm chỉ có cái tội là nó làm làm gì hả làm công việc à... nó bận quá rồi lu bu rồi gấp gáp nên nó không kịp chào ông được chưa hỏi hoài lu bu lu bu cái gì là phải biết vô chào hỏi người lớn chứ nó làm cô à. giáo mà mà cô giáo là sao hả bà không nhớ hả người ta nói cô giáo là tiên dạy lễ hậu dạy văn rõ chưa rõ hiểu chưa hiểu à. hết chưa hết rồi vô được chưa được tránh được cho tôi đi mời Mới... <laughs> anh không hiểu tại sao em cứ cố che giấu tình cảm của mình để làm cái gì vậy nè hằng à anh sẽ không để cho em nói dối thêm một lần nào nữa đâu có gì đâu mẹ phải nói dối chứ người như em gặp được một người như anh đương nhiên là em phải thích rồi đúng em thích anh đó em yêu anh nhưng rồi sao em em sống trên đời đầy đủ lâu để biết rằng yêu là một chuyện nhưng đến được với nhau hay không là một chuyện khác nhưng mà anh không cần phải nói gì hết <laughs> em và anh không bao giờ đến được với nhau đâu ý của mẹ anh anh đã biết rồi Ý của em cũng như vậy Vậy em không bao giờ thay đổi ý định của mình Em và anh sẽ không bao giờ đến được với nhau Dù mình có cố gắng làm gì đi nữa Cho nên nếu mà anh thương em Nghĩ cho em Thì đừng bao giờ làm phiền em nữa Đây 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 Ê cha Ba Ừ? bây giờ thằng sang nó mở quán cà phê phải không Ê, chứ mai mốt mà nó mãn hợp đồng ở bên đó mà nó về nước á nó lập một cái công ty mà lớn như cái công ty của thằng anh hai nó nữa là thôi tôi nói chết cũng mãn nguyện <laughs> Ê, xuống đi à? ai ai đâu xuống có người á ở đâu là ông đó hả à, hả ông leo cao quá chi vậy không biết nữa Tạo áp lực cho con không à Bà Trời đất ơi Làm như chồng bà đây là già lạc hậu phong kiến Rồi chuyên môn ép uổng con cái Tôi lo đây là lo cái chuyện tốt cho nó Bà ơi là bà Mà cũng đúng sở trường của nó Chứ ép uổng gì đâu mà bà cứ Không phải ừ. Nhưng mà con á Mới đi về nó còn mệt Đã lao vào gánh cái việc nặng lớn như vậy đó Tôi sợ là vất giả cho con Rồi nhỏ xanh bệnh hoạn cho con coi Trời đất ơi Sao mệt bà quá Chuyện gì cũng lo trơn trọi Tôi đã quyết rồi Không có ý kiến ý còi gì nữa hết Ủa nếu mà ông quyết ý rồi Ông hỏi tôi làm chi trời Ngộ không Phu sướng phụ tùy Hiểu cái câu đó không Hiểu không Hiểu Tôi cắt nghĩa cho nghe tôi giải bao nhiêu lần rồi Hả Đó, hiểu chưa? Dạ hiểu. Ờ à, à, tôi muốn như vậy đó, hiểu chưa? Đó bà thấy bao nhiêu người đó người ta mơ ước được đi nước ngoài đúng không rồi bao nhiêu người ở nước ngoài đó là hiếm lắm đếm trên đầu ngón tay ở nước ngoài mà muốn trở về cống hiến cho quê nhà nhưng con mình bà đến thử coi đếm thử tôi coi coi tôi mà khi đã đầu tư cho con mình như vậy mới là xứng đáng à, bây giờ cho ăn cơm chưa <laughs> rồi không mà nói à, con khóc gì, vậy, cái gì con? vậy sao khóc gì dạ, vậy hả? Ba, ba mẹ con sao sao ba mẹ bệnh hay sao cái gì sao nói? Sao, sao ngồi xuống ngồi xuống bình tĩnh nè bình tĩnh ờ, lại ừ, không ừ, có ừ, gì khóc tĩnh, nè tĩnh, nói tĩnh. cho nội nghe coi ba mẹ con sao ba mẹ con bỏ nhau rồi hả con muốn ba mẹ con bỏ nhau đâu nít nôi nói tầm bậy tầm ba con con nói cái gì vậy con nói thiệt mà con đâu có nói bậy đâu phải không dạ. ông ơi bây giờ vậy sao ông hai đứa này sao mà nói hoài nó không chịu nghe vậy hết trời má ơi má được nghe lời bé quyên làm gì không có chuyện đó đâu nếu mà như vậy á thì để má nói cho ba mày biết để cho ổng khỏe lại nghe bà bị gì má không có gì hết đó ổng hơi bị lập mệt trong người ờ à, mà như vậy nè hay là tối nay á má nấu cơm rồi à, vợ chồng bay với con cái á qua nhà má ăn đi để cho ổng thấy ổng vui được không con dạ dạ mày đừng có nói với má là con quyên nó nói đúng nha dạ không không làm gì có chuyện ly dị má à, thôi được rồi bây giờ con uh, con cúp máy con gọi điện cho yên nha ừ gọi cho nó đi nghe con ờ ừ, anh nè à. em à bây giờ cái chuyện của hai đứa mình mình giải quyết sao được không anh có chuyện muốn nhờ em quan trọng lắm tối nay em với hai đứa nhỏ qua nhà bà má ăn cơm danh được không nghe nói nè hai đứa mình có thể tự nói chuyện với nhau được nhưng mà mình không thể nào để cho người lớn lo lắng được em hiểu không Em có nghe anh nói sao không trả lời Có đi hay không <laughs> Tao không ngờ nha Mày dám hẹn tao ra đây Tôi xin anh Ly dị với dân đi Đừng có làm khổ cô ấy nữa <laughs> Mày nói gì vậy mày Tự nhiên kêu tao ly dị hả Tao cho mày biết nha Tao không bao giờ buông tha cho cái con nhỏ đó đâu Trời ơi Chứ bây giờ anh muốn làm sao nữa Anh không yêu dân Cứ suốt đời làm khổ cô ấy vậy hoài sao chứ Tôi xin anh, anh buông tha cho cô ấy đi Cô ấy khổ lắm rồi Mày đừng bao giờ mập mơ tới vợ của tao Tao không bao giờ buông tha cho con nhỏ đó đâu Để cho hai đứa tụi bay hả Toàn nguyện đến với nhau hả Tao không có ngu đâu Thôi được rồi Tôi mềm mỏng với anh, anh không chịu đúng không Bây giờ nói đi anh cần bao nhiêu tiền để ly dị với vợ anh cứ việc nói tôi đáp ứng cho anh <laughs> mày làm cho tao hơi ngỡ ngàng đó nha rồi hôm nay dùng tiền mua vợ tao đó hả <laughs> thì đối với hạng người như anh tôi phải làm như vậy thôi đối với anh bây giờ chỉ có đồng tiền là trên hết nói đi anh cần bao nhiêu tôi sẽ đưa liền cho anh <laughs> nè người ta nói hạnh phúc là vô giá đúng không bây giờ mày chỉ cần trả cho tao một số tiền tương đương với cái hạnh phúc đó là tao sẽ bán con vợ tao liền thôi được ở đây có 10 triệu đó anh cầm đi tôi hứa với anh nếu như anh ly dị với dân xong tôi sẽ đưa cho anh gấp năm lần gấp 10 lần cái số tiền này cái gì hả? gấp 10 lần con số này hả tôi nói là uy tín <laughs> mày cũng ghê lắm chứ ha Mày mua lại cái hạnh phúc của vợ tao Đáng giá lắm chứ Được thôi Coi như tôi đặt cọc với anh rồi đó Bây giờ chỉ cần anh sớm ly dị với dân Càng sớm thì càng có tiền <laughs> Mày thắng thắng lắm Cứ yên tâm mày chuẩn bị tiền đi Đơn giản thôi mà Một cái giấy một tờ viết là xong liền à <laughs> Nhưng mà nhớ những gì anh đã hứa với tôi Anh đừng có ép tôi vô bước được cùng nghe Tôi là tôi dữ lắm đó Ờ à, tao biết mà mà dữ lắm á em em có nghe anh nói gì không hương dạ có tại em thấy anh đang nghỉ ngơi nên em để cho anh nghỉ đang về làm việc mà nghỉ ngơi cái gì vô bên hoạt phát sao rồi người ta không chịu hình như là người ta biết ý định của mình là dai vốn nên không muốn gặp mặt biết ngày mà lúc cần mình thì anh anh em em tới lúc mình cần lại thì một bóng không thấy đâu anh đừng có nôn nóng nữa từ từ rồi mình tính nói chung là bây giờ anh phải suy nghĩ tới chuyện tiền bạc thì anh không thể nào tập trung làm việc được Anh Bình tĩnh lại đi Chết rồi Anh có việc phải về trước Em làm xong cứ về nghỉ đi Không có giải quyết được này thì không thể nào làm việc được Ờ con Dạ thưa ba thưa má con mới về Ủa Con đi có mình à hả dạ rồi vợ con đâu mấy đứa nhỏ đâu dạ tại vì con xong việc sớm cho nên là con tranh thủ chơi qua đây trước rồi tí nữa vợ con với hai đứa nhỏ qua đây sau dạ con gọi điện cho vợ con đi dạ ờ à, em đi chưa cái gì vậy anh đã nói với em rồi phải qua chứ rồi 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 được rồi hiểu rồi ủa vợ con nó nói làm sao sao con vợ con nói làm sao dạ vợ con uh, nói uh, vợ con mệt quá cho nên là chắc là bữa khác uh, vợ con qua với hai đứa nhỏ chứ sao à. ba nghe nó nói cái gì mà rồi bẩn bẩn mà uh, dạ thì có con ăn với ba má cũng là vui rồi đâu có sao đâu làm uổng công má phải nấu ăn cả buổi chiều hôm nay bây giờ là không qua ăn sao bây giờ tóm lại là bây giờ có nói thiệt cho ba nghe không dạ thì công nhận tay ba thính thiệt <laughs> dạ là là thì thì tại mấy bữa nay vợ con cũng nhiều việc bận quá cho nên vợ con mới bệnh má má tí nữa má có đồ giải cảm má, má gói cho con con cho vợ con uống ờ <laughs> à, à, có 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 lát má à, lấy liền cho con nghe dạ ờ. tôi nói khoan không có ăn uống gì hết á để tôi hỏi chuyện nó nó trả lời cho đàng hoàng rồi mới ăn bây giờ có nói cho má nghe không hả chứ tự nhiên rồi tại sao con quyên nó chạy qua đây nó khóc hả hả rồi chuyện vợ con bay sao sao tự nhiên nó chạy qua đây nó khóc lóc? hả thôi mà ông con yên nó không được khỏe có gì đâu mà phải trách tụi nhỏ dạ dạ thì dạo này tụi con cũng có uh, mâu thuẫn cũng có có cãi qua cãi lại to tiếng thì uh, chắc là lúc giận quá mất khôn cho nên uh, để cho bé quyên nó nghe được thì uh, để con về con nói chuyện lại với vợ con ừ. ba dạy tụi con từ hồi nhỏ tới lớn ra là sao hả? cái nhà này sao hả danh giá đàng hoàng hiểu chưa hả? có ăn có học hiểu chưa hả chén ở trong sống còn có lúc khua, huống hồ về vợ chồng cũng có lúc lục đục, có lúc này có lúc nọ, nghe chưa? Thấy không? Nhưng mà cái lúc giận thì phải biết người nhường, người nhịn, hiểu chưa? Chứ không phải đứa nào cũng căng thẳng hết thì làm sao mà được. Đó, càng cãi nó càng hung, thấy không? Càng làm lớn chuyện đó thì chẳng khác nào dạch lưng cho hàng xóm người ta xem thẻo. Mà bây giờ đó hàng xóm người ta rảnh lắm, biết chưa? Người ta sẵn sàng người ta xen vô chuyện đời tư của nhà mình để người ta nói này nói nọ, hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Quang! Con nghe tiếng gõ cửa hả? Không. Mẹ con đâu? Không biết. Rồi em Nguyên con đâu? Nó đi học thêm rồi con nói chuyện với ba vậy đó hả ngồi vậy ngồi vậy ba có chuyện muốn nói nè ừ. bữa khác đi bác học rồi cái gì ừ. Ừ. làm phiền người ta đang chơi game ừ. em nói mệt mà còn đi đâu vậy em có biết là anh phải nói đỡ cho em không cần gì anh phải nói đỡ cho tôi em tôi là vậy đó thì sao em không có tôn trọng ba má của anh em để cho ba má anh phải chờ có chuyện gì vợ chồng giải quyết với nhau đừng có đem ba má vô vợ chồng cái gì anh đừng quên là tôi đã ký vào đơn ly dị rồi Kể từ nay Ba má là ba má của anh Không có liên quan tới tôi Em đừng có quá đáng Bây giờ muốn cái gì Vậy thì trả lại những gì mà anh đã lấy cắp đi Ngay lập tức Còn nếu không làm được Thì không còn gì để nói hết đó Em bình tĩnh nghe anh nói đi Buông ra Mà nè Cái chuyện ly dị Tôi đang rất là nghiêm túc với anh đó Không phải là lời hù dọa suông đâu anh đừng có mà đem ba má của anh ra hù dọa tôi em không có hiểu vì những cái chuyện đó mà bây giờ em đòi ly dị hả em nói thẳng ra đi em muốn cái gì chỉ cần anh ký vào đơn ly dị là mọi chuyện êm đẹp hết á anh không ký coi thử em làm cái gì ừ anh cứ chờ xem rồi anh sẽ thấy chị xui nói làm sao yên à con đòi ly dị thiệt hả vậy chứ chị tưởng tôi sang tận đây để nó chơi với chị à nhưng mà nhưng mà Nè nè yên Nói lại đầu đuôi cho ba nghe coi tại sao mà con đòi ly dị Anh Quý Anh thay lòng đổi dạ rồi ba Anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài đó Con à Con suy nghĩ lại đi Chắc không có chuyện đó đâu Thằng Quý đó không phải loại người như vậy đâu con à Ừ ừ Má Má không có tin Nhưng mà đó lại là sự thật đó Chính mắt con nè Để nhìn thấy ảnh ôm ấp cô ta Trong chính nhà của cô ta đó Nhưng mà nè con con mình phải bình tĩnh không rồi điều tra lại đâu đó cặn kẽ rồi mới 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 biết được con ha con đâu phải là cạn nghĩ mà làm bậy đâu ba con mời mẹ con qua đây để nói chuyện với ba mẹ không lẽ là giỡn được hay sao nhưng mà rồi làm cha làm mẹ ai cũng muốn cho con cái mình có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn dạ nói thật tôi cũng không muốn cho hai đứa nó có chuyện gì xảy ra đâu nhưng tôi nhất định không để cho con gái tôi bị thiệt thòi đâu. Dạ. À. Dạ nhưng mà chị à bình tĩnh lại đi chị. Con à má nghĩ đây chắc là chuyện hiểu lầm đó con. Thằng Quý nó không phải là như vậy đâu. Rồi có gì á từ từ chuyện đâu còn có đó để từ từ mình tính nghe con. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày á thì lẽ dĩ nhiên là phải có chuyện lục đục rồi. Thành vợ thành chồng á đã là khó rồi đâu phải nói dễ dàng bỏ nhau được đâu con. Má con nói đúng đó yên à rồi, rồi, bình tĩnh nghe ba nghe không bây giờ vậy ha. À, để ba đi kiếm thằng quý, ba hỏi đầu đuôi góc ngọn có ra làm sao? Nếu mà nó có cái gì ba xử trí nó liền, ha? Còn chuyện ly dị á, từ từ để sao? Ý con đã quyết rồi, anh quý anh thay lòng đổi dạ như vậy á, thì chia tay, giải thoát sớm cho nhau. Nhưng mà, con qua để báo cho ba mẹ biết tình hình như vậy, để sau này có bất ngờ hụt hẫn, dù sau này có ra sao, con sẽ luôn quý mến ba mẹ. con xin phép. Yên à. Ờ không, con... dạ dạ dạ, chị xui à. Nè Yên, dạ, anh yên nghe yên à. nghe sui. ba cái nè à. Má đèn gì chó vậy Sao hả, hết máu phải không Tính chơi nữa không Sao không chơi nữa Chờ chút xíu đi, tao bơm máu á Tao chơi sặc máu với mày luôn con Mày còn máu để bơm không Đó là chuyện của tao, mắc mớ gì tới mày <laughs> Thôi mày chị bại tiếp đi alo nè mày chuyển tiền cho tao được không cái gì cái gì cái gì chuyển tiền cái gì tôi nói chuyện với anh rồi chừng nào anh làm đơn ly dị với dân xong đi tôi sẽ chuyển hết tiền cho anh thì tao cũng đang làm thủ tục đó nhưng mà thủ tục cũng có một chút trục trặc mày phải chờ chứ trục trặc do cái gì hay là quan trọng do anh anh chưa muốn ly dị đúng không đối với anh chỉ cần tiền bây giờ nói thẳng đi anh cần bao nhiêu tiền vậy mới được chứ bây giờ vậy tao sẽ đưa số tài khoản atm của tao cho mày rồi tao sẽ đánh số tiền đó vô luôn mày phải chuyển cho tao nếu không á đừng hòng nè anh phải làm đúng yêu cầu với tôi đừng thấy tôi hiền bạn hiếp nghe nếu anh không thực hiện đúng yêu cầu thì đừng hòng anh có một xu được rồi mày yên tâm đi miễn là mày gửi tiền cho tao thì tao sẽ làm thủ tục ly dị với nó được chưa <cười> ê <laughs> kiếm đâu ra cái mỏ đào hay vậy mày bà bình hả <laughs> dễ gì mà bình con mụ già đó dễ gì mà Chuyển tiền cho tao hả mày Có cái mỏ khác ngon hơn mỏ của bà Bình luôn Có cái thằng kia nó ngu lắm mày Nó khoái vợ tao Nó kêu tao là ly dị con vợ tao đi Là hả nó sẽ chuyển tiền cho tao Số tiền lớn chứ không phải nhỏ đâu nha <laughs> Nó giàu lắm à <laughs> Ê Chắc vợ mày đẹp lắm đúng không <laughs> Mà có thằng điên nó mới nhảy vô như Chế vậy Chứ sao Bữa nào cho tao gặp vợ mày thử coi Cũng được Mà tao nói thiệt mày nha cái thằng bồ của con vợ mày á nó đang chửi vô mặt mày á là thằng đê hàng thằng bán vợ ê đi đâu vậy không chơi nữa hả không đi lấy tiền thì sao chơi với mày má chỉ muốn con suy nghĩ cho thật kỹ chị xui nói đúng đó Đâu có dễ gì có duyên làm vợ chồng Mà bây giờ nói từ bỏ là dễ dàng từ bỏ Con nè Đàn ông đi ra ngoài làm ăn Có lúc này, lúc khác Quan trọng nhất là họ thương yêu con thật lòng Như vậy là đủ rồi Con đâu phải lo lắng gì thêm nữa Ảnh đâu chỉ có mỗi chuyện gái gú đâu Nó còn làm chuyện gì nữa hả con à, không có gì nhưng mà đối với con á chỉ như vậy là không thể chấp nhận được rồi thôi mình về đi mẹ á mất nết nè anh làm cái gì vậy tại sao cứ về nhà lại anh kiếm chuyện với tôi vậy kiếm chuyện với cô hả cô coi lại cô đi còn với thằng đó là cái gì là cái gì hả quá mức rồi mà làm cái gì chứ Anh cứ để yên cho tôi làm ăn tôi nuôi con không Để yên cho cô hả Cô làm bao nhiêu chuyện ra mà cô nói để yên cho cô hả Hả Để yên hả Trời ơi Tôi để yên cho cô giỡn mặt với tôi hả ừ. Trời ơi Có chuyện gì mà vô nhà đi Vợ chồng như vậy quay được tôi Đang nhà vợ của tôi Không mắc bớ gì tới ba hết á Nè Tao nói mày vô nhà nghe chưa Đứng đây nóng nảy như vậy là không được nghe chưa Nóng nảy cái gì Ba biết cái gì mà nóng nảy Coi con vợ của tôi kìa Thằng Hòa nó bỏ ra một số tiền nó mua con vợ của tôi. Nó bắt tôi phải ly dị với vợ. Bà thấy không? Bà thấy nó được không? À, bà bình nó đi. Bà bình nó đưa đi. Dân nè. À, thằng Quân nó có những hành động không hay. Tại nó ghen tức con đó Chắc chắn là con sẽ bị tổn thương. Bà nghĩ đó dù không thương nó, dù có giận cỡ nào đi nữa, con cũng nên nghĩ lại. Con phải gì với anh, vì ba, vì má. Vẫn đứng về phía bên con. Bây giờ trước mắt, con cho ba số điện thoại của Hòa đi. Để ba nói chuyện với nó. Đâu đó rõ ràng, thằng Quân nó có nóng nảy á. Con cũng bỏ qua đi, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nghe chưa. <laughs> Wow. À Chào Yên à, Chúng ta lại có duyên gặp nhau nữa rồi um, Anh biết tôi hả Mới đó mà đã quên rồi sao À, <laughs> à. Quá ra là anh <laughs> Anh làm giám đốc ở đây hả À, <laughs> à Tôi là chủ của cái spa này à tôi xin được tự giới thiệu trước tôi tên cường à rất mong được à, làm quen với yên <laughs> à, 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 à. mày nói cái gì con hằng và thằng sang mở thêm quán cà phê thứ hai rồi hả đúng vậy thông tin chính xác đó được rồi mày theo dõi nó cho tao có gì báo ngay lập tức đó dạ. Ủa đại ca có chuyện gì vậy đại ca Thằng lính vừa gọi điện báo Con hàng và thằng Sang mở thêm quán cà phê thứ hai rồi đó Mẹ nó Mẹ nó Nó cũng ngon quá hả Mới nghĩ làm gái Mà chuyển qua làm bà chủ quán rồi Đại ca Có cần em dắt hai thằng này tới hỏi thăm nó không đại ca Không cần đâu Sao vậy đại ca để cho nó ôm dung tự đắc như vậy em ngứa mắt quá à mày chỉ biết cái lợi trước mắt để im cho nó hoạt động khi nào cái đuôi nó dài và lớn mạnh <laughs> lúc đó ăn mới ngon dạ <laughs> trời đất ơi mẹ ơi sao mẹ về lúc nào mẹ về quê sao mẹ không về tự nhiên về ngay cái lúc mà con cần tiền là sao chuyện nào ba mày rước tao về tao mới về ủa gì kỳ vậy chuyện của ba là chuyện của ba chuyện của con là chuyện của con chứ bây giờ con đang cần tiền nè mẹ gửi lên cho con ít tiền xài được không tao ở đây làm gì có tiền mày về hỏi ba mày đi trời ơi con hỏi ba được thì con gọi cho mẹ làm chi đúng không mẹ phải hiểu điều đó chứ nè nè mẹ mẹ Gì kỳ vậy trời tốn tiền điện thoại mà không có tiền xài là sao bây giờ kiếm tiền đâu ra không lẽ đi gặp mẹ bình nữa được đâu, ngán thịt khô dịch lắm rồi ừ. Ê Quân ừ. Dạ 18 ly rồi đó nha con Ký sổ phải không Để ký cho Gì đâu mà căng chục ly con trả luôn nha <laughs> Ui da à. Chết mày chưa, cho mày chưa Trời ơi, bà cứ yên tâm đi Tôi thiếu bà tôi lừa luôn mày giỡn mặt cái tao hả mày alo chào cậu tôi là ba chồng của công dân đây à, giờ dạ cô chào bác tôi đã nghe thằng quân nó hết rồi tôi làm cha mà không biết dạy con cho nên để cho thằng quân nó đem vợ của nó làm món hàng trao đổi như vậy tôi đề nghị cậu nên chấm dứt đi còn cái số tiền thằng quân á nó mượn của cậu á tôi sẽ hoàn trả dạ nhưng mà bác ơi Cậu nên nghe lời tôi Chấm dứt đi Nếu như cậu tôn trọng con dân Tôi không muốn con dân trở thành món hàng đổi chát như vậy Dạ yeah. Con hiểu rồi Con xin lỗi bác Hiểu thì làm đi anh nghe em hiểu lý do tại sao anh làm như vậy nhưng mà em xin anh anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa anh xin lỗi em anh. anh biết như vậy là anh làm tổn thương em anh biết vậy tại sao anh còn làm anh em xin anh hãy tôn trọng quyết định của em nha anh Em đã từng nói với anh rồi Hai người có thể đến được với nhau Chỉ có tình yêu không thì không có đủ Đối với em Nó còn là gia đình Là đạo đức Là lòng tự trọng Em xin anh Anh hãy hiểu cho em Anh hiểu rồi Bà chồng của em thương em dữ lắm Em không thể nào làm phụ lòng ông ấy được Dân à Anh chỉ xin em một điều thôi Em hãy sống tốt Sống hạnh phúc nghe em Có được không em Em hứa Em hứa là em sẽ sống tốt Em sẽ sống rất hạnh phúc anh xin lỗi